chưa đâu, chưa đâu. Bữa nay hello mọi người nha. Hôm nay em sẽ làm một bữa ẩm thực nhỏ nhỏ thôi mọi người, không cũng phải ẩm thực gì lớn lao đâu. Thế là Nam mày ngồi xuống đừng trịnh trọng quá Nam. Bữa nay tao nên tao lên một cương vị mới rồi mày hiểu không? Giờ là hôm nay là cái video hôm nay là đợi em giới thiệu một cái nhân vật mới mọi người, đó là chủ kênh mới á mọi người, đó là It's me là em á mọi người. Hello chủ kênh mới, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay là em đã là chủ kênh rồi, cho nên là em muốn làm một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ đó mà em gửi gắm tới mọi người, đó thông báo mọi người cái nhân vật mới đó, như Nam đồ nè, làm gà làm chi chi thì đúng không? Thì làm một bữa ăn gia đình nhỏ nhỏ thôi em hiểu không? Thì giờ chị làm xong rồi chị thính mấy ông nậu đó gì à ăn. Chị thính mấy ông nậu đó gì à ăn. Ăn gì tên chút thính bà. Đừng nói ra trình trọng nghe thôi, chứ mày giờ mày lính tao hả? Mày phải nghe lời tao đồ, nói chung tao không có bạc đãi mày đâu. Chứ không mày phải theo tao, mày phải giúp đỡ tao, tao mới nâng đỡ mày được, mày hiểu không Nam? Hiểu. Thì hôm nay thì chỉ có đơn giản thì cũng trái cây rồi mọi người, nhưng mà hôm nay mình làm cái đặc biệt hơn chút, đó là trái cây mình làm ướp lạnh, lách với muối ớt, cùng muối ớt với chén muối ớt mình làm từ 2 giờ sáng tới giờ mọi người. Đó thì bây giờ công đoạn sẽ là rửa trái cây, xong rồi mình xách ra, xong rồi mình đi ướp đá nó mát, đang giá nhiệt mùa hè mọi người, nhưng mà ăn không thì nó cũng vô vị quá mọi người. Thì đây thanh khoan dừng khoảng chừng là 2 giây. Đặt cái ác là bị gạn nước dứt đùi luôn nha bà nha. Không, cái bô sạch mà ơi, cái bô tao mới mua máu nha mọi người. Máu cho ông bà sao cứ yêu vậy, ông dứt đùi chết đó. Mày không nói, tao không nói làm sao không biết. Nhưng mà mày phải im nha. Tao nói cái đây mày phải im vô chút nữa mày vô mày bô cái miệng hết. Là hư kế hoạch tao hết nha. Hiểu không? Thực ra cái đây là cái bô máu nha mọi người. Em phải đính chính với mọi người, cái đây là cái bô máu. Em mới mua gì à? Em mới rửa lại luôn, rửa sạch sẽ rồi mọi người. Thực ra cái đây cái bô nghi nó nghiêm trọng vậy thôi, chứ đây cũng là một cái nhựa thôi mọi người. Cái đây cũng là một cái nhựa Việt Thanh. Đây bình thường. Đấy, mọi người cứ tưởng tượng ở đây là một cái thau bình thường thôi mọi người, nhưng mà do cái hình thù nó là hình thù cái bu thôi mọi người. Giờ em sẽ rửa lại nha. Đó, rửa lại cho nó sạch sẽ. Cho miếng nước vô chén đồ vô cho sạch sẽ. Má bà trời ác quá bà ơi, bà tiền trời gì bà chơi với bà. Mày hiểu đâu, giờ tao lên chú con nào tao phải lo đời sống anh em đó mà. Mà tắm bố anh em nó có sức mà đồ, em làm cái gì bạn lo lấy cái buồn vậy. Ai cũng làm, ai cũng có cái cách lo khác nhau thôi mà, quan trọng là lo như thế nào thôi, đúng không? Cái lo của tao nó lẹ hơn người ta chút xíu thôi chứ không có gì đâu. Đây bà giết ông người lo như vậy. Chứ chú con rồi mày hiểu không? Chú con nó mang trên vai áp lực nhiều lắm, cho nên phải lo nha anh em đủ cho nó tương tác chút xíu. Mày thấy ông hăng học trước không? Ông đâu có lo anh em đủ gì đâu, đỡ anh em đủ gầy mỏ miếu đâu có năng lượng nó quay video mày hiểu không? Cho nên là mày phải theo tao, mà nói chung mày nói sao làm vậy mà đừng có hó hí đồ gì hết. Ok, giờ mình sẽ làm rửa trái cây nha mọi người. Đây ở đây mình chuẩn bị cái thùng đá đâu nè, giờ mình sẽ cho đá vô trong thùng. Mà không, mình phải bóc cái đây lại mọi người. Mình phải bóc cái bô lại cho thôi là đỡ nó thấy. Ok, giờ đây mình bỏ đế vô trong thùng rồi đây mọi người. Đó, tan. Có ai nhận ra cái bô không? Mày thấy cái mày có nhận ra cái bô không? Không ấy, chạy nhảy mày cũng nhận ra. Sao cậu bé không nhận ra được? Giờ mình sẽ cho trái cây vô đây nha mọi người. Bây giờ mình rửa trái cây ạ. Ok, giờ tới cái công đoạn cho trái cây vô mọi người. Ở đây là thấy cái độ hấp dẫn và độ dai khác nó mắc mí rồi. Đó. Được chưa? Má tôi sợ quá bà ơi. Mày mà sợ. Bữa nay á mày nên thay đổi gì chứ đó. Được, không phải như hôm trước nữa đâu. Không phải như
kiểu như không lắc được khi một chút. Mày bữa nay lên cái tầm mỡ mà mày theo tao, mày không theo cái tầm mỡ đâu. Ok, cho muối lên, lách lên. Trời ơi, giờ đây chỉ có cái nói mẹ mày cũng phải ăn nha. Mày điên hay sao chứ, nó sạch chứ đâu phải nó dơ đâu. Mày thấy nãy giờ mày thấy đâu đưa không? Chúng mày phải ăn cho mấy ông kia không tin nha. Ok, giờ mình gọi cho mấy ông đó gì nha mọi người. Ăn trời thính gì à? Ăn thấy lính lát gì mày thấy không? Gọi chứ sao? Nói nhanh, anh đang quýnh game, ý. Càng quýnh game, bữa nay không có quýnh game nữa nha. Bữa nay làm ẩm thực này, giờ ra mắt chú con máu cho. Nói vậy. Làm trái cây lát ướp lạnh. Thì nói giờ Bữa nay chú con nói là lính lát rồi phải nghe nha. Không có cãi. Lết cái đít gì à, cấm cãi. Cãi là tháng nay mất tiền luôn à nha. Sao? Không ai nghe. À dạ, đợi anh với cậu Bảy tốt vậy. Không gì là tôi đóng cửa thè chó. Ok, giờ mình dặn trận liền nha mọi người. Trong năm không bay gì à. Thân đợi sân cho đẹp đây à. Vậy đúng không nào? Mấy ông quần nó lâu dữ không? Anh đã mờ rồi còn chờ lấy áo dài thính nữa sao biết? Không mấy mày lấy áo dài mà thính đâu mấy mày nằm. Thật ra anh em dài chơi. Không giờ còn giờ. Chính thức giới thiệu chú cơn máu. Cho nên là hôm nay sẽ ra mắt một bữa ẩm thực nhỏ. À chàng đang nghỉ. Chàng nghỉ chứ mày ẩm thực gì mày chú cơn. Làm chú cơn là cậu là người lợi nhiều nhất. Đúng rồi. Em giờ ẩm thực gì vậy? Mày né mày định ám sát chung con nữa mà. Tao ngủ với ai? Ngồi ngủ với ai vậy mày? Chồng chứ ngủ với ai? Thì tao ngủ. Nhưng mà tao á ngủ. Từ cậu đừng manh động. Chứ cậu làm như vậy cậu thiệt. Ăn thử đi. Đé một chấm với muối không nào. Nhưng mà bây giờ ấy, em nói trước này nha. Này không có mùi gì hết trơn. Anh buổi tối ngủ á là chồng em. Chứ còn bây giờ á quay video anh là lính em. Tao ngủ á là chồng em. Chứ còn bây giờ quay video anh là lính em. À đúng rồi. Cậu á. Gì á? Con gì á? Con là cháu cậu. Nhưng mà cậu đứng đây cậu là lính con. Lính. Lính bảy. Đó giờ đó, đó cháu cậu đó nói là cậu làm gì đó. Tại cháu cậu cũng tôn trọng. Không giờ xe ai mày kéo tao ơi, giờ xe. Không có xe, bây giờ đang quay video mà. Bình thường là 1 tiếng bây giờ tao hạ xuống 3 phút. Đâu. Giờ ẩm thực gì đây nè? Ẩm thực trái cây. Ẩm thực gì mày có? Trái cây ướp lạnh chấm ớt. Có lý đồ mấy trời đang nắng mưa. Không vô. Dạ mình là nắng mình làm ẩm thực đồ ghè dịch đồ heo rồi ăn với ăn trái cây. Ra mắt cậu yếu không? Chứ sau này mình còn nhiều. Nhưng mà mấy anh em thấy bữa nay. Hello hết anh em nha. Hello anh em nha. Cho anh em vậy là sao? Có ăn là được, có ăn là được. Có ăn hơn không, có chồng hơn ở giá. Tôi nghĩ sao ông bà cho ông em mà kêu vợ mất dạy à? Anh nói mất dạy. Ông mới nói không? Trừng nữa rồi nha. Ê, trừng tháo rồi. Sao mua nước ngọt uống mày. À, đúng rồi, nước ngọt. Bia đồ. Bia đồ cũng được. Không thấy không? Anh làm chủ kênh rồi. Cậu Bảy uống bia liên tục đúng không Bảy? Hôm nào, một tháng được một bữa. Cũng có luôn, cũng có bia luôn. Bây giờ nước lẹp được không? Không này, cũng được. Nghe mày sáng này nói gì. Giờ giờ này hả? Khui hả? Khui hay bầu hay con cua? Anh Bảy rồi. Con cua. Vợ con muốn gì? Đã thấy chưa? Mà sao mà ớt ngoài đỡ tao muốn ăn rồi tao ấy. Tao ăn sao mày? Con phải lách lên. Nhìn thâu giờ. Nhưng mà thâu giờ mình trộn ấy. Em. Cho nó thấm muối ớt này. Mày đừng giỡn nhằn nhè chéo tao làm chú con cô chừng em. Mặt mà. Không có đồ tiền hả? Đồ nó cay chưa? Thì đi vay tiền giờ làm mấy ẩm thực đồ cho đàng hoàng cậu bé. Đúng cậu bé. Kém xuân hả? Chứ đây cũng ăn giống gì vậy? Anh nói vậy. Chứ giờ em làm gì vậy? Ăn gì vậy? Trời lạnh đồ của trời đang nóng rồi ăn gì vậy? Chứ giờ ông đòi ăn gì nữa? Nãy giờ em ướp lạnh mà ăn mát mà. Đấy rồi. Chị nước sao mình cứ ướp lạnh bà đế rồi mới lạnh chứ. Ướp ở bên ngoài được rồi giờ vậy. Bà đế rồi thì mày. Trời ơi cay quá. Chua quá vậy. Ừ, nó lạnh ăn được. Vậy thì ăn được bà đế luôn. Chưa mà
á. Cháu bạn nhân hôm nay là cháu mình lên làm chủ kênh nên mình sẽ hướng hức. Bố ạ, ẩm thực gì của vậy? Kỳ quá. Cây quả đạn luôn á. Bảo vậy chứ trời ơi. À, em chấm đi. Mà bà miếng chay nha. Em nghĩ sao vậy? Nó quéo quá bà. Nó quéo người, nó quéo cò nè. Giờ nó chua. Nàng đây thôi cho chiều thôi cho đi bán trứng thôi, yểu quần rồi quậy. Anh nói vui lẹ mà. Ai review có tâm 200 ngàn thuộc về người đó. Rồi. Chưa. Tiền bỏ xuống đây nè. Tiền bỏ xuống đây vô. Thì đây, chị cầm tiền không có tiền luôn. Không, 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 không. Mày bỏ tiền mà anh thành tâm chút nào. Đây, đây. Được chưa? Vậy chứ mày dưới đây đi mày. Quần về nấu cho mày ăn cái mỏ mày. Vậy. Tao mày bèn nhau thôi cưng. Nam, đưa cho em. Vậy. Đâu. Chào bạn nha. Hôm nay là một buổi ẩm thực đỡ ra mắt chủ kênh mới. Và chúng ta sẽ thực hiện ăn thi. Ăn thi mẹ thôi. Không ăn thi review. Ăn thi review. À, review món xoài trái cây lách. Bảo cho cháu lạnh đi chứ. Nó lạnh à. À, nên mình sẽ review một cái chôm chôm. Chôm chôm mà ăn muối ớt đúng thiệt mày đúng mày thế giới bên kia lạc loài rớt xuống sao đâu á. Nó lẹ. Chôm 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 bả muối ớt. Wow. Con vợ của mày thiệt tình. Vợ con giờ cái đeo bị ruốc. Cuộc đời này tới cái gì đã cũng nhất cuộc đời đâu ạ. Sau màn review của ông Bảy Gà là tới màn review ngọt. Của Hằng Hô anh em. Ok. Đây là nó ngọt mà nó cay. Gì mà nó cay. Review giải là anh thấy là hầu 200 ngàn để chứ con. Con à, ăn chôm chôm. Chôm chôm mà ngọt mà cay là chôm chôm ngọt mà bả muối ớt cay cũng phải ngọt mà cay á mày. Nhưng mà là có cái vị gì khác nữa không? Review không có tâm. Không, vị chôm chôm không mà chứ vị gì đâu. Nói chung cậu bé cái trình tao đó là hết nè. Coi Hằng Hô review nè. Tiếp tục. Chào các bạn, chào anh em 64 tỉnh thành. Mình là Hằng Hô đây. Thì trên tay mình là đang cầm một cái mận. Cái mận này màu đỏ. Nó ở Hà Nội nên gọi là mận Hà Nội. Cái đó không phải mận. Cái mận với cái gì nữa? Tao thích nói gì nói cợt mà là mày. Ở ngoài đầu xẻ ra anh ơi. Vậy. Đây các bạn, đây là cái mận Hà Nội. Thì trên tay mình cầm á, là giờ mình nó lách rất kỹ. Nó bỏ vô trong đá nó ướp. Nên là mình cầm nó hơi lạnh cái đầu ngón tay. Thì giờ mình sẽ thử mình ăn một cái mận Hà Nội mà ướp đá. Có muối như này thì như thế nào nha các bạn? Đúng. Anh con cháu mình nó khùng hầu à. Hồi nào bữa nay nó còn khùng quá. Ăn gì chứ mày? Sao? Giờ con muốn review rồi chứ. Ngồi rồi. Mày ăn ngầu đi. Ông Nam có muốn thử không? Không, để em ơi. Em có ai sợ gì? Mày sợ gì? Mày mày vừa mẹ mày ngồi làm gì biến mẹ. Mày ngồi một chân được ra nha. Đối mày giả đò. Không cười nó nói. Mày mang này đỡ tao. Mà tất cả anh em nha, miếng ổi nha. Đặc sáng quá. Đỡ coi tao em review coi thử cái miếng ổi này nó có gì đặc biệt nha. Đúng rồi, cái này nó đặc trưng mang tên chủ kênh. Mày ăn mì cháy mà khỏi gì nhà đang luôn, thiết bà mà luôn con. Thở không? Có chút vị ngọt nè. Ừ. Mặn cay cay à. Biết thiếu gì em chị? Thiếu gì á? Đường. Thiếu bí à. Trời ơi, thì nó em nói chính xác á, nhưng mà chỉ có nước lọc thôi em. Rồi, nói chung nãy giờ mình review nhiều nhất là mình sẽ chính thức cái tờ 200 ngàn này sẽ thuộc về mình. Ê mày nha. Chưa, còn ở đoạn đây nữa nè. Mày tính tao ủi sắp mệt mà không? Ai ăn nhiều nhất, nhiệt tình nhất. Chào, không nhiệt. Phải là ăn review. Chào các bạn, tiếp tục cá chôm chôm nữa nha. Chôm chôm vừa cay vừa ngọt. Ai đây ăn đầu ăn nữa mà bạn ăn giùm. Ăn phải mạnh dạn đồ lên. Biết bạn có bỏ thuốc sổ này không? Còn chưa thấy hết mà. Còn sao mày lương đẻo dữ mày? Chừng nào hết à? Mày làm chú kênh mày biến mẹ mày khỏi làm luôn ai đỡ tao làm. Trời. Rất là ngon em. Ấu á. Ừ. Chưa lé bà lé. Đừng có bỏ đế nữa, bỏ đế lét nữa ăn vô. Sao mày nhiều dữ mày? Bỏ đá nào cũng được. Ai cái cá con nào cũng được. Ăn ngay, ăn ngay. Sao mày ăn mày? Làm miếng. Con là của anh tận hơn sáng giờ đầu, em cứ ăn mạnh dạn. Mà mày thôi mày mày khỏi ăn em đây. Không ăn nãy giờ em không còn cơ hội ăn cái món này nữa đâu. Mà anh em miếng ổi nữa nha. Chua quá. Ăn ngon. Nó ngọt quá. Xoài chua. Xoài chua nhưng mà xoài ướp kỹ lắm. Đây mà có nửa cái bia nó y bà luôn. Tao giấu mặn hết, tao giấu mặn hết cho mày coi ái luôn hả? Tao giấu mặn hết. Anh cứ ăn mạnh lên, anh ăn mạnh lên. Ăn tốt rồi, còn làm việc. Rồi vì lại lấy 200 ngàn xuống còn 10 phút. Quá, 20 ngàn mấy mày? 10 triệu xuống còn 200.
ai hút rồi mà. Bà ăn nhàn ra. Đây còn của anh ơi, còn của anh nhiệt tình nãy giờ còn thấy có ai ăn mặt để mà nói mẫu lần chưa ấm thực không. Ngay cục đá luôn. Không gọi thì le lên le xuống mà gọi thì anh mềm anh ạ. Cái này đợi con xuống con lấy cho. Gì đâu mà tâm mau tâm mính gì đâu không. Anh cứ ngồi anh đi ăn cho tao mất 200 ngàn. À à à. Thôi sao đỡ sao anh chả sao mày khó ăn mẹ nó khó ăn. Chứ cậu ấy lê rồi. Mày khó ăn đây. Chụp hai người la la. Tiếng điện sao tao nói mày khó ăn mày nghe không. Bây giờ cậu ấy tính dành 200 đúng không. Chứ giờ nữa nữa. Khỏi. Ừ. Ừ. Sao mặt chứ mày. Còn anh còn phá ăn đập đủ luôn. Tao lấy luôn. Anh nhớ làm gì bình tĩnh cơ. Cái gì đó. À, ha, ha. Trời ơi bão tắp mưa sa, một dân dân Nga của chúng nợ nổi sơn hà. Đỏ ơi. Chỉ theo ông nhiều gọi cho lại nhỉ. Ông làm gì theo gốm vậy ông nội. Nhưng mà bình thường mà. Bình thường gì mày. Cái này cái gì mà bình thường. Cái bồ gì vậy? Cái bồ mà bà trái cây dùng cái bồ ăn vậy mày. Còn cái bồ dính trước ông trời. Bồ máu mưa mà. Tao thấy vàng lên nè. Trời ơi vàng đúng rồi. Chứ làm gì có vàng trời. Mùi ớt ngon luôn á. Cho anh làm gì vậy? Anh hỏi em cái bồ đó làm gì. Bồ đó ý đó đái cho làm gì. Đang làm gì đây? Nhưng mà cái bồ đây em mua sạch mà. Cái bồ đây chưa từng đi lần nào luôn. Chưa sử dụng lần nào, mới sử dụng lần nào luôn. Cuộc đời làm YouTube gì mà rầu rỡ, người ta đi rồi người ta bán cho em rồi tao. Cái gì nó cũng... Nói chuyện người ta đi rồi người ta bán. Vợ con gì. Cái gì nữa mà anh được đó, nó là anh tớ ông nậu nó sao anh đâu mà anh giữ anh nhìn con dám đảm bảo nè luôn. Cái này là cái bộ sạch mà, cái bộ thừa, cái bộ máu luôn. Mày đi nói em, mày nói kè thôi dáng này, cái bộ là cái bộ sạch đây. Bộ nào mà bộ sạch. Bộ sạch này cái bộ chưa dùng mày hả cậu? Dạng đều ấy gì đâu thì ông cậu lỡ... mà mày coi như ông cấu ấy. Giờ thì cậu lỡ ăn rồi thì cất bộ cháu cậu của cháu ai nữa. Mày đó nó nói cất cái bộ cái cất kìa mày. Ê ra. Cất để em ăn được mày ăn vậy rồi cho lời bản hàng mày ấy. Chó. Nói vậy mày chui chui. Rồi mày hãnh diện với cuộc sống này không? Rồi mày lừa gạt cậu mày vậy mày cảm giác như sao? Ăn vậy rồi vừa lòng mày chưa? Lừa gì đâu cậu. Thì cái bô mới mua mà. Khẳng định như cậu á là cái bô này là cái bô sạch. Ê bô dạ sạch. Anh nói em dù sạch dù dơ vậy em cũng có được vậy hết á. Cái bô này đỡ cho mấy đứa em nó đi ỉa mà. Con nói rồi mà sao. Thôi chờ chùa nắng cơm nước chưa ăn mà ăn bô cái sạch. Này vô thôi vô. Bô sạch cũng vậy chứ mày. Cái ăn uống mà không bao nồng son đàng hoàng mà bao không bô mày. Con gái là bà đâu là cậu thấy cái đây à nó đang hổm này bỏ xuống nên điện tổng lộn chứ chị ơi hết cái lộn rồi mẹ hết những cái lộn sao em bỏ có cái nào lộn chị gì ở đây chị coi này con cháu của chị nè con gái của chị à nó hại em mà gì mà coi con gái của má này nó hại con nè. Đi đâu vậy mẹ à cái bộ của con đâu dạ. Mẹ ơi, cái bộ của con đâu, dạ. Cái gì vậy? Trời ơi. Con, cái bộ con ở nhà chứ, bộ đâu đây? Vậy không ơi? Ôi, đừng nói, tao còn cái gì nữa mà tao không ăn nữa. Không phải, cái bộ này không phải con cậu. Không phải, cái bộ của con ở nhà. Tao để tao thấy cái nước nó vàng là tao nghi rồi. Vui. Trời ơi, là trời chết rồi. Trời ơi, cái bộ đi cậu. Mẹ cái gì tao biết nó bè tao. Bây giờ tao biết ông ngoại mày. Ăn uống gì nữa. Con nói giận á chứ cái bô đây là cái bô sạch. Bô sạch gì rồi nãy tôi thấy. Ê nó cho con dính cái vàng hay gì sạch mày. Mày cũng cái gì hả mày. Vàng đây là. Ê tao ăn cái chỗ nào tao ăn đâu kiểu ăn lần chứ nhà mày. Mày cho ăn gì tùm lum tà la tào lao không. Đưa cái đeo vậy. Thì thôi đi vô xúc miệng lại xong chứ gì đâu. Lẽ ra tao thọ được 110 tuổi mà giờ dài tao thọ được còn nhiêu tuổi. Còn 100 tuổi à. Sao tao sống nậu. Sống tới 100 tuổi mày mày ơi. Mày có cái dính dáng trong này đúng không? Tức cậu luôn mày. Vậy nãy giờ nó không ăn nè. Nãy giờ mày không ăn nè. Sao mày không ăn? Sao mày không ăn? Con ăn nãy rồi. Tao mà không ăn. Cơ địa nó không có thích người với mấy cái trái cây. Sao mày không ăn? Sao mày cũng không ăn? Mày thấy vàng mày không ăn? Con ăn đậu. Giờ nói con với cậu là đồng phe nè. Em hiểu đậu đó.
nãy giờ vợ chứ còn gặp sao giờ lấy con lại tao làm chủ con giờ đứng tên con ê ê con chừng tao nha tao làm chủ con á còn tiền đồ cũng thấy nữa chưa không còn lựa chọn nào nữa đưa tiền ơi không đưa 200 mày đưa tiền ơi đưa đó con anh mấy người làm gì vô dữ vậy Quý tự nhiên nói xong bỏ đi vậy mày. Cháu là mày cũng mất tiền vậy. Bây giờ cũng có. Mày vừa làm quá. Ăn trái cây bỏ luôn. Luôn rồi lên tới nhà tụi bay tao dìa mẹ mày vô không? Dìa mẹ nó gì chứ ăn uống mình được. Con có làm gì đâu. Hai chị em hai vợ chồng bay dính chừng nhau á. Cái gì đó âm minh. Thì sao cũng lỡ rồi chứ anh ngộn sống vậy anh ơi hồi lâu giờ tay em cứt mày ngừ mà tao ngừ cái đồ tay côn cái tay cứt mày bởi cứt thì cứt của con anh với cứt của ai anh sợ vậy vợ tao sao nay tao mất chị dữ làm người mẹ mày sau này ra đường người ta kêu tao là hân anh cứt sao mày giờ sao nãy giờ tao đang suy nghĩ nè tao nãy giờ tao đang tao ngồi suy nghĩ nè tao nghĩ suy nghĩ tao suy nghĩ tại sao mày không ăn tao suy nghĩ tại sao mày không ăn ê mày mày chờ tao đúng không em ăn nhưng nãy với chị ăn rồi mày chờ tao đúng không bà ăn đâu hả à. Bà trốn nào bố nói sao chú kỳ bà gì hết rồi bà kiên chơi gì đớn mình tôi lãnh đạn vậy muốn đường méo mò đi cái ngồi này biết rồi thì chơi tôi quay trở lại nhưng mà nhiều lúc có lạc đạn lên thì nó trúng người này người kia là bệnh nhân bình thường lạc đạn vậy xong tôi trả mấy cái bài làm gì bà làm đi không nhưng mà xác định là bô sạch nha mọi người bô sạch nha mọi người tất cả đều là sạch nha mọi người và em cũng đã lót bịch đi lông 2 lớp 3 lớp rất là kỹ rồi nhưng mà ý là mình tạo cái cảm giác để cho mấy ông đó mỗi cảm giác rất là vô mốt thôi mọi người nhưng thực ra là rất là sập à, mọi người xem đừng có chửi em nha chữ ý là chữ cũng vừa vừa thôi chứ cũng đừng chửi lắm nha mọi người thôi em cũng kết thúc video tại đây nha mọi người thấy cái màn trôn của em nó thấm gì cho ông một like một chia sẻ và một đăng ký kênh nha mọi người nha bye bye